Chào các bạn, đây là nhật ký đa năng của Sunny Start. Hãy thử mở một cái ra để xem thiết bị ảnh như thế nào. Đây các bạn, một quyển sách hướng dẫn. Sách hướng dẫn này là dùng cho tiếng Đức, tiếng Bỉ, tiếng Séc và cả tiếng Pháp nữa. Và có tiếng Anh đây. Đây là cái dụng cụ của nó. Nhìn rất là tiện, một cái pin tiểu, pin 3A. Cái pin này thì các bạn có thể mua thay dễ dàng ở Việt Nam thôi. Cái pin, hàng pin thì bên máy bay đã hạn chế nên là pin thì mình sẽ phải tháo ra. Đây, các bạn thấy rõ chưa? Địa chỉ, tên, công ty ở Đức, các ký hiệu về pin. Máy này nó rất là gọn, nhẹ. Nói chung là đẹp, thiết kế rất là hay. Cầm cái phía bên này nó có hơi phần cong xuống này, cầm rất là thích. Nhựa rất là thích. Đây chính là cái đầu tia bắn ra để mình có thể đo nhiệt độ quang trán bằng hồng ngoại đây. Còn ngoài ra có thể mở cái nắp này ra này. Thấy cái đốt này là mình có thể mở nắp. Thì cái phần mà nhọn tia này thì mình có thể dùng để đo tai đây. Đo tai thì mình có thể đưa vào tai. Thì khi những cái lúc người lớn thứ hoặc là ngay cả trẻ con thì mình có thể đo tai nó. Và trong cái lúc mà nó vận động ý, thì đo trán nó khó thì có thể đo tai. Đo chán thì thường để cho nó yên tĩnh, lúc nó ngủ ấy thì mình kiểm tra nhiệt độ nó dễ hơn. Còn lúc mà nó thức thì hơi khó để cho nó tĩnh để cho mình đo. Ê, rất là dễ. Còn đây là màn hình, nó sẽ hiển thị các thông số ở đây các bạn. Còn đây là nút khởi động. Đây là phần ghi nhớ đây, phần S. Thì cái này đọc của hướng dẫn sử dụng thì sẽ rất là dễ để biết thêm. Hai pin thì các bạn cho vào đây. Đây mình sẽ chuyển sang nhập mẫu này về. Thế nó khá là đẹp, gọn tay. Bạn nhìn thấy nó lọt trong bàn tay mình luôn. Rất là nhẹ nhàng, rất là dễ. Đấy, thiết kế khá là đẹp nữa.